Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả anh em ơi. Ở video này thì Khả sẽ ép đôi giày mọc 5 dòng nha anh em. Và lần này thì Khả sẽ đưa cái dòng tốc độ đánh, tốc độ di chuyển vào trước. Một tốc độ di chuyển vào trước anh em đợi một chút nha. Rồi mua được cái foil này. Tinh 1, tinh 2. Tinh ơi lộn, tinh 1. Ok anh em, mua mấy cái kia xong đâu để ép nè. Tương dương, ép dòng tốc độ trước nha anh em ơi. Và Long Tịch giá ở server đó bao nhiêu anh? Tầm này thì khoảng 1 kim rưỡi đến 2 kim nha em ơi. Và Long Tịch còn tại thì kênh 500 xu. Like đủ giờ là có lương mà đồ. Ừ cũng biết nhưng mà tầm này hôm trước hẳn cũng có like mà cảm giác nó mình lương bỏ mình cảm giác mình không được nhận anh em. Nói chung là mình cảm giác không chắc chắn nhận được á. Nên là Khải không like. Rồi. Khải sẽ rút đi rút ép cho anh em xem. Tốc độ 4 phi dương đại. Nhưng này dần tốc độ nha anh em. Khai rút 4 phi dương đại, đặt 4 phi dương đại nha anh em. Làm gì làm phong chất xấu là ok. Lấy nè. Tốc độ 33 nè. Hiện tinh 1 nè. Hiện 1 nè. Bố dương đại nè. Ba mươi ba. Được lên 40 nè nè. Phẩm chất xấu nè. Ok chưa. Rồi di chuyển thành cái quay lại nè nè. Ép đôi giày, lần này ép đôi giày vậy nè. Lần này ép đôi giày gì tóc. Rồi khánh lôi. Tinh 1 nè. Chất xấu nè. Bố duyên nè. Sao không chuyển những cái ba nhà phê hả? Hello này mới vô nha. Hello mọi người. Khả năng tìm giờ đi tìm đến cái dòng khăn lôi. Đến cái dòng đến dòng khăn lôi nha nè. Dòng chuyển hóa không biết đi tìm ra không được. Khả đi tìm nè. Đến tiền dòng chuyển hóa tìm không ra nè. Chuyển hóa mọc nè. Khăn lôi 29 nè. Phôi nó cũng ngon á. Dày lên nha. Ông vừa nãy cầm cây vũ khí tím ép xịt anh em ơi. Khắn hòa họ sắc 130 mấy làm 130 xịt tè lê. Nãy bị xịt đấy. Đồ phôi chừng hóa một tìm hơi chua nè. Để nên coi thử tìm được cái phôi như thế nào tính tiếp nè. Này ép ra cái giày mọc này phải khăn lô 30 nữa nè. Ép vào khăn lô 30 nó mới đẹp được. Mua cho một ông kia. Kim thì cái mọc hơi khó nhỉ. Ép vũ khí mà tiếc là xịt thôi. Vũ khí quan trọng mà ép tiếc xịt tè le uổng.
Trời, tìm phôi mộc chuyện hơi khó. Rồi, vô, có hàng. Ok, có hàng rồi nha anh em. Ok, vứt nó này đi, đầu tiên ép nhầm chất lượng. Rồi, chuyện hóa mộc này anh em ơi. Ok, vô. Cuối cùng tìm được cái phôi chuyện hóa mộc dòng 2, dòng 1 chứ. Ok rồi anh em. Rồi, lên mắt đôi giày thôi, ngại ngần gì nữa. Ngại ngùng gì đâu cô bé ơi. Rồi, rốt có hạn. Đúng rồi, nay là chưa hoạt động ban những sinh quả bất tiểu với lại em ép đôi giày anh ơi. Có hạn. Đúng rồi, có hàng nè em ơi. Rút hiện tinh 1 nè. Ấn 1 mộng nè. 4 hữu duyên đại nè, từ từ, 4 hữu duyên đại nè. Rồi, cuối cùng tìm được cái phôi mộng dòng 2. Mừng quá. Có phôi là im, có phôi là im rồi nè. Khải, thằng em cua với ốc gì của em khi nào lại đăng ký cho một nó ủng hộ. À, thằng em, thằng ghẹ của em anh ơi. Thằng ghẹ trưởng lão băng mình nè, mấy hôm xói băng mình đó. Ít hôm nó like rồi, em tạo kênh YouTube cho nó rồi, anh em qua ủng hộ thôi. Ok anh ơi, cảm ơn anh nha. Ít hôm khi nào có em bảo cho. Một mộng nè. Khai nhận rút 4. Bốn huy chương đại. Ghê chưa? Hiện tinh 1. Ấn 1. Rồi, vô. Cứ phạm chất xấu là ok mát nè. Phạm chất xấu là được. Chất xấu, ok. Xấu. Rồi, đập nè, khảm nè. Đôi giày nè. Tinh 2. Vụ hiệu âm chất xấu nè. Rồi, 5 đại nè. Lần này sẽ bỏ 5 đại nè. Chuyện hóa trong 1 nha mọi người. Mười điểm. Rồi, tiếp tục nè. Sẽ là dòng sinh lực. Sinh lực Khải sẽ hút 3 khảm 4. Hút 3 nhân đại, khảm 4 nhân đại. Dòng sinh lực nha nè. Sinh lực là hiện tinh 1. Sinh lực nè. Lấy nè. Hiện sinh lực đâu rồi? Được rồi nha. Tìm cái dòng sinh lực ấn 2 đã đợi chút. Rồi, đi vô dòng sinh lực nha nè. Xong đến khăn lôi. Sinh lực. Em hút 4 đập 4 cho chắc em ơi. Hút 4 đập 4 em thấy auto lên. Hút 3 đập 4 nhiều khi nó chịu lắm. Phôi này, sinh lực này. Tinh 1 này. Hiện 2 này. Ok chưa. Sinh chân lực 7 này. 4 dân đại này. Sinh lực. Hiện tinh 1. Hai. Okay. Lại xin cho mình làm hồ được. Đúng rồi anh em, mỗi người một sở thích thôi. Rồi diễn thành đã quay lại. Hello Phan Võ nha. Đúng rồi, vừa xem Khải vừa xem ghẻ là ok mà. Tại vì nhiều khi ví dụ buổi trưa Khải không like á, thì ghẻ nó có thể like được buổi trưa nè. Thì ghẻ nó có thể like được buổi trưa. Anh em có thể lên xem ghẻ like buổi trưa. Khải vẫn sói mà ghẻ vẫn like buổi trưa thôi. Thật là cho nó sói này nọ vẫn bình thường anh em. Giày này phẩm chất xấu nha nè. Phẩm chất xấu hiện tinh 1 là auto lên rồi. Auto 18 mít rồi. 4 dân đại. Ok chưa. 4 dân đại. Trăm 96. Ok chưa. Rồi giờ đến dòng khăn lôi nha nè. Dòng khăn lôi Khải sẽ đi tìm cái phôi khăn lôi dòng 2.
Ok, có phôi khăn lo dòng 2 19 nè em. Dẫn dòng xem thử có phôi nào đẹp hơn nha. Rồi, đi dạy thử có phôi nào đẹp hơn phôi này không nha anh em. Khăn lo dòng 2 đây. Mở 19 thôi. Khải đi dạy thử có phôi nào đẹp hơn. Phôi khăn lôi dòng 2 cao cao tí là được nè. Xem thử còn cái nào khăn lôi cao hơn 19 không. 25, 24 mà đẹp nè. 19 thấy là thấp. Mình tìm phôi nó phải, nó kháng cao thì mình rút ra cảm giác nó tự tin hơn nè. Tánh thằng cô nóng như, nó nóng như là lên coi like chọc nó là nó chửi coi mất chân cơm à. Ừ thì em cũng nói rồi anh, làm livestream mình phải bình tĩnh điềm đạm chứ còn mà đỡ không chịu nghe thì lúc đó thì chịu thôi biết sao giờ. Ok anh em, đập dòng khăn lô 30 nha. Đường dương đi rút rồi đó. À cho nè, ok anh ơi. Rồi tiếp tục lấy, Khải sẽ lấy phôi khăn lôi dòng 2 này, 19 này. Lấy thì Khải sẽ khăn lôi, Khải sẽ lấy hiện tình 2 và ẩn 2 để mình phụ dương đại. 1, 2, 3, 4, 5. Dòng khăn lôi quan trọng một chút, Khải thêm một bình phụ dương nha anh em, thêm bình phụ dương đó. Cố gắng phòng chất 6-7 là ok nè. Chất 6-7 là khăn lôi là vô chất mát đấy. Số 7 đây, 8 mà càng tốt, 8 mà auto luôn. 6, ok. 6 giờ Khải sẽ đi thành cái thể quay lại cái ép. À, lúc ép bây giờ thì hiện tinh 3, 2 tử và full đại nè. Hiện tinh 3, 2 tử, full đại. Rồi, vô. Khảm này, dày này, ok chưa? Giờ chủ yếu quan trọng dòng khăn lôi là mắt này nè, là đẹp này. Hiện tinh 3, tinh 3 này, ẩn 2 này, 2 viên tử, ok chưa? Còn 2 viên tử này, 2 viên tử này, full đại này. À, ok chưa? Full đại này. 30 không anh em? 30 rồi nè. Ông anh ổng vừa ép đôi giày giống như giày cũng 30 đó nè. Cũng tương tự cái công thức như giày á. Hai người trước nó cũng 30. Không sợ được đâu. Thêm 2 thì tin rồi. Rồi 24. Trời ơi không lên được anh em ơi. 24 thì xịt rồi. À 2 thì tin mà không lên nè. Quá nhỏ rồi. Rồi dòng nội lực. Tính ra đôi giày này xịt mấy điểm uổng quá. Mà không sao, xịt mấy điểm thì bù lại vài tiền thôi. Đâu, quá xịt luôn em, uống quá, uống quá. Rồi tiếp tục. Rồi sẽ trung phẩm chất xấu rụt ra được 24 luôn em. Ton rồi. Chung là cũng nhân phẩm cả nè. Ông anh ổng vẫn cái công thức như vậy vẫn lên 30. Mình thì lên 24 nè. Chung là vẫn có gì đó gọi là công thức như nhau. 24 vãi lộn. Nè đúng không? Chung là công thức hai người như nhau ấy. Nhưng mà cái này là 24, không hiểu được. 25 độ anh em đoán 24 25 nó ra 24 25 luôn nè. Đó thực sự. Rồi tiếp tục vô dòng nội lực nha anh em. Nội lực thì Khải sẽ gọi phụ duyên rồi. Hai bình phụ duyên. Khải sẽ rút. Rút 3 đập 3. Ok chưa? Công thức như nhau nè, đồ loại áo thiệt chứ. Hai tử sống dương đại. Ép kháng ép làm đục ngon hơn chứ nhỉ.
Nói chung là nếu mà Khải thì Khải hay ép lam lục, nhưng mà ông anh hôm qua ông anh trong bang ổng vừa ép cái đôi giày giống như vậy luôn đó. Ổng cũng ra công thức như vậy thì mình cũng làm theo nhẹ nhẹ thứ như thế nào đó. Anh ép thì 2 tử là lên 30 rồi, cũng giống như vậy luôn nè, giống như vậy luôn. Không, cái này dòng khăn lôi thì hôm qua là 2 thủy tinh 6 đại là lên rồi. Rồi chắc mình là nhân phẩm thôi. Chứ nếu mà mình thêm 2 thiên thủy tinh nữa là mát 30 chắc rồi nè. Đúng không? Rồi tiếp tục. Lỗ 2 không lên thì mình bù lỗ lại cho người ta thôi. Tiếp tục là Khải sẽ mua Phục Duyên. Hay nhất đại luôn. Sao đồ còn đào à? Đại nam sẽ đồ còn đào này. Nhầm khăn lôi sợ xịt mà đục ai ngờ vắng xịt nè. Má 24 Phôi cấp 6 là ok mà. Anh cũng phôi cấp 6 thôi nè. Anh cũng hiện tình phôi thì anh lấy cái 17 thôi. Anh kia anh lấy 17 thôi. Cũng ép ra, cũng ép ra là hoàng chất 6. Cũng ép ra hoàng chất 6 thôi. Đọc 2 thiệt tinh. Đó. Cũng hút 5 phú duyên đại, đập 8 phú duyên, 6 phú duyên đại. Nhỏ thôi, nói chung là số nhỏ thôi nè. Nhỏ thì chịu thôi. Rồi, tiếp tục đi dòng nội lực anh em ơi, dòng nội lực. Đi tìm cái 2 bình phú duyên đại. Ok, vô dòng nội lực anh em ơi. Dòng khăn lôi thôi tiếp một chút. Chứ nếu mà không biết công thức thì Khải đã 4 phút duyên rồi. Quên, 4 phút duyên, 4 phút duyên, 4 thiệt tinh rồi. Nhưng mà công thức này đã có công thức một ông anh ông ép ra rồi nè. Ông anh ông ép ra rồi. Thì Khải mới theo ông anh thôi, chứ còn nếu mà được khăn lôi thì Khải nghĩ là 4 thiệt tinh đó. Chắc kèo 100 lần rồi nè. Chắc kèo 100 luôn. Cũng ép như vậy luôn. Tóc nè, chuyển hóa nè, sinh lực nè, đến khăn lôi. Công thức giống như vậy luôn mà mình được 24. Quá nhỏ. Rồi tiếp tục đến dòng nội lực. Dòng nội lực hiện 3. Rút 4 dân đại nè. Đó. Sinh lực nội lực 4 dân đại hiện tinh 1. Auto lên. Phần chân 6 là auto lên 108 vậy thôi. 3. Có khi nào dòng này lên 200 luôn á. Tại vì dòng khẳng lo nó mới bị mít 5 điểm rồi nè. Mít mấy điểm rồi là Khải nghĩ dòng này chắc lên 200 đó. Dòng này 4 dân đại chắc lên 200 luôn á. Đúng. Khám. Hiện tinh 1. Phần thức 6. Nói chung là đa số rút tầm này thì phần thức 6 rồi nè. 6 rồi lên. Không phải 57 đâu. Này mát lắm nè. Chắc chắn là mát. Chắc chắn là mát. 57 nữa. Chịu luôn á. Đúng không? 57 nó chịu luôn nè. 186. Ok. Đây, cái gì ngày sau Khải sẽ lên tiếp tục video ép cái nón nha nè. Khải sẽ tiếp tục lần sau Khải sẽ lên video ép cái nón 4 dòng. Khắn họ chỗ 40. Cái dòng khắn họ chỗ 40 nha nè. Đó. Nón, sinh lực, nội lực, khắn họ và chỗ 40. Rồi hiện tinh thì Khải chuẩn bị nhiều rồi. Tinh 3, tinh 2, thiếu tinh khá nhiều. 4 dòng thì còn 8 cục hiện tinh. Và đây mới có 5 cục rồi. Thiếu 3 dòng hiện tinh nữa. Thiếu 3 dòng hiện tinh nữa là đập được cái nón. Và khoảng... 35 bình phục duyên để đập được cái nón nha nè. Không sao đâu nè, ông anh trong bang mình là sao gì. Rồi ok, ở video này thì rất là tiếc ở dòng khăn lôi thôi, còn lại thì Khải cũng khá đẹp rồi nè. Dòng khăn lôi nói chung là nếu mà đỡ mà chắc ăn thêm thì chắc chắn thêm 2 thì tinh nữa lên 30 rồi. Nhưng mà mình là do mình theo công thức thôi nè. Rồi tiếc một chút thôi nhưng mà không sao, mình có thể bù lỗ là cho người ta một tí tiền nữa nè. Đó. Rồi cảm ơn em đã theo dõi video nha. Đừng quên ủng hộ video này, những video cái video không binh sau đây, những video ép đồ như thế này một like chia sẻ cho anh em ơi. Nói chung thì có những video ép đồ như thế này thì anh em sau này có thể xem lại và cũng có thể trải nghiệm và cũng có thể rút được kinh nghiệm nha. Nói chung là cái này là cái bài học cho anh em sau này có thể chơi những server đầu tím hoặc là binh cụm này thì cứ theo công thức như thế này và có thể anh em nhích thêm một viên thủy tinh hoặc là 2 viên thủy tinh thì đỡ có thể bù lỗ lại những cái kháng của anh em ép không được đẹp nha em. Của Khải ép không được đẹp như nè. Đó vậy thôi. Nói chung là Khải vừa làm video cũng như là làm một cái video lại lưu lại kỷ niệm cũng như là rút lại bài học cho những anh em về sau.
anh em có thể tham khảo thêm. Anh em có thể tìm trên YouTube ép đồ để tím Duy Khải Ngày Minh thì nó sẽ ra nha anh em. Và anh em xem thì đừng quên đỡ lại cho Khải một like và share video. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào chuông để theo dõi những video tiếp theo nha anh em ơi.